Rồi, mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình nói về chủ đề là chiếc Seos mình săn con nha cả nhà. Thì chiếc Seos này mình săn con của mình thì mình cũng đã sử dụng qua một thời gian rất là lâu rồi nha. Thì mình biết hôm nay mình chia sẻ, mình trải nghiệm rồi, mình chia sẻ lên cho cả nhà cùng biết với mình ha. Cái vấn đề á là chiếc Seos mình săn con này thì chiếc nào như chiếc nấy nha cả nhà. Miễn nó sáng để qua đêm sáng lấy ra là nổ máy nó phụp nha cả nhà, nó bị sặc 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 sặc, nó không được ngọt nha. Trường hợp này thì ai cũng bị ha, ai cứ mua cái Seos mình săn con là bị hết trơn đó. Thì mình đã xài qua đã 8 năm rồi. 8 năm 8 năm mấy rồi. Thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng hiểu ha, cùng biết cái vấn đề của em nó là như vậy ha. Thì cả nhà biết đó, mình để qua đêm á thì cái xăng á, cái xăng nó còn ở dưới cái bình xăng á thì chỉ đầy cái bình thôi, còn bao nhiêu là nó rút lên hết trên bình xăng lớn nha cả nhà. Rồi nó rút lên bình xăng lớn hết, nó không còn hoạt động nữa. Thí dụ mình để 2 đêm 3 đêm thì nó sẽ từ từ nó sẽ đi hơi, nó sẽ hụt. Sáng mình đề á thì nó nổ bằng cái hơi xăng không nha cả nhà, thì nổ bằng cái hơi xăng không à đó. Nên cả nhà ngóng nhóng ra nó không có xăng đốt, nó phập 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 đấy đó. Thì cách tốt nhất á, cách tốt nhất ở đây là mình sẽ chỉ cho cả nhà, thì mình đừng có nhóng ra nó sẽ phập, nó sẽ giật cái máy của mình. Thứ nhất nó giật là nó tổn cái máy ha, tại vì nhớt á, một đêm á cả nhà, nhớt ở dưới nó lóng ở dưới chiếc xe mình, có bình nhớt đó, nó lóng ở dưới cả nhà, mà dặn ra thì nó phụp, nó sẽ giật giật á, thì nhớt nó không có lên kịp thì tất nhiên là cái máy này sẽ bị tổn nha cả nhà đó. Cam cò đồ nó sẽ bị tổn, cái tông bạc rồi đó, nhớt không lên cả nhà, dặn nó giật cái máy đó. Thì nó tổn đúng không. Cách tốt nhất là cả nhà cứ để 30 giây, dựng chân chống đứng lên, nổ máy để 30 giây. Nếu mà phụ nữ không dựng chân chống đứng nổi thì để chân chống ngang cũng được nữa ha. Rồi mình nổ máy cho 30 giây đi, bắt đầu mình đội nón đồ, coi dây dài đồ đó ha, chuẩn bị rồi đợi chút xíu à, 30 giây là cái máy nó sẽ đều lên à. Thì lúc đó là xăng nó xuống đều nè, nhớt nó cũng lên đều nè ha. Nó xăng dưới nhớt nó đều thì cái máy mình chạy nó sẽ ngọt và nó sẽ bền hết cả nhà đó. Nó bền bỉ, cái nhà xài 10 năm cũng chẳng sao hết đó. Thiệt, mình nói thiệt cả nhà luôn á, cái xe mà của bền là tại người, mình biết cách mình xài đó, mình sẽ chạy chiếc xe sẽ nhiều khi suốt đời luôn á. Thì hôm nay mình biết cái chủ đề là nó phập, chiếc Seos nó phập cái kiểu này nè ha, thì mình chia sẻ cả nhà cùng biết với mình ha. Thì cả nhà có mua xe mới thì nó cũng y chang vậy thôi, cả nhà đừng có chỉnh, đừng có ra thợ chỉnh gì hết đó. Cứ theo cách mình nói đi. Để vậy đó. Nếu mình thanh niên á, mình đàn ông thanh niên á, thì mình dựng chống đứng lên cho xe nó thẳng thớm rồi mình nổ máy, đặng nhớt nó bơm lên đâu đó ngon lành. Còn phụ nữ á, thì dựng chống đứng lên không nổi đâu, thấy không? Nhiều người ta dựng không nổi, ta để chống ngang cũng được. Cứ để vậy nổ máy 30 phút, ủa 30 giây. 30 giây đi ha, rồi hạ chạy. Còn mình không gấp thì để 1 phút, để 1 phút thì cái máy mình nó sẽ đều hơn nữa, thấy không? Nó sẽ càng càng ngọt ngào. Đó. Nói vậy đó. Thì trường hợp này thì rất nhiều người bị rồi cả nhà. Ai mà có mua Seos là bị hết trơn. Cái Seos điện tử, phun xăng điện tử thì nó không bị. Cả nhà cứ mở lên là điện tử nó bơm, nó kích hoạt lên là nó không bao giờ phập. Còn cái bình xăng con như mình vậy á ha, như Seos của mình vậy đấy, là bình xăng con là nó sẽ phập. Nhóm ga là sáng nhóm ga là phập, chiếc nào 10 chiếc như một, tại cái loại nó vậy á cả nhà ha. Thở đó là cách thứ nhất ha. Rồi còn cái cách thứ hai á, cái cách thứ hai mà cái cách mà cả nhà lấy ra mà muốn đi liền ha, nhưng mà cũng hạn chế ha, đi liền thì cách thứ hai là mình chỉ cả nhà là như vậy ha.
Rồi, cả nhà cùng xem mình nha. Thì cả nhà biết đây là cái gì không? Đây là chỗ cây kèn mình nè ha. Cái ở dưới cái cuối cùng ha, cái cuối cùng là cái e nha cả nhà. Thì cái e này nó có tác dụng là nó mở cái đồng tiền ở trong cái bình xăng á, để cho gió xuống, gió vô xăng xuống ha. Đó thì cách đầu tiên là cả nhà giật sáng là cả nhà nổ máy lên, nếu mà thấy nổ máy lên nhà bật chìa khóa nổ máy lên ha. Nổ máy đề lên xong rồi cả nhà muốn đi liền phải không, muốn đi liền cả nhà kéo cái e ra nó kéo qua vậy này ha, rồi cả nhà vô số chạy chạy, khi nào mà xăng nó xuống đều thì tự cái e này nó chạy vô nha cả nhà, xăng xuống đều là tự e nó chạy vô, mình khỏi lấy tay đẩy gì hết á. Là cái nhà cứ kéo ra đi, kéo ra đề là cái xe mình nó chạy rất là ngọt, rồi chạy tự nhiên là tự nhiên nó rút vô à ha. Đó là cách thứ hai, cách mà cả nhà gấp đi muốn đi liền á, thì cái gì á nó cũng có giá của nó ha. Cách thứ hai này á, thì nhớt nó bơm lên ha, chưa kịp nha cả nhà, cũng bơm lên kịp nhưng mà cũng không có đủ nhớt nên nó cũng vẫn còn cái máy nữa, cũng rất là còn tổn ha. Thì hạn chế lâu lâu mình đi một lần á, gì á thì mình sẽ làm cách thứ hai, còn mình làm theo cách thứ nhất của mình hồi nãy á, là cái cách đó là rất là tốt cho máy đó, máy nào cũng vậy á cả nhà, kể cả xe tay ga luôn đó. Cả nhà cứ sáng lấy ra đề cho nổ đi, xe tay ga luôn nha, đề cho nổ, nổ rồi bỏ nó đi, rồi cả nhà cứ gài quai nón đồ đó, là chuẩn bị hành trang gì đó, mình để nó chừng 30 giây à, rồi cả nhà nhóng xe nhóng ga cứ chạy, thì lúc đó là nhớt nó sẽ bơm lên vô máy đâu đó xăng cổ được ngon lành hết rồi, cả nhà chạy rất là vô tư luôn ha. Thì xe tay ga cũng vậy cả nhà, chứ không phải là xe số, thì cái đó mình nói xe tay ga nó thêm thôi, nhưng mà chủ đề hôm nay mình nói là chiếc Sirius này mình sang con rồi, nó sáng để qua đêm là sáng ra là nó phục ha. Thì đó mình nó còn làm cái clip này mình chia sẻ cho cả nhà cùng biết đó. Thì cả nhà xem clip của mình thì nhớ cho mình một cái đăng ký ha, nhấn đăng ký ha, và chia sẻ và cho mình một cái like ha, cho mình một cái like và nhấn chuông để mình có video clip tiếp theo, thì cả nhà là người thấy đầu tiên ha. Rồi video clip mình làm tới đây kết thúc nha cả nhà, thì cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Thì mình nói về vấn đề là để qua đêm, xe để qua đêm bị phụp. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Rồi bye bye cả nhà, bye bye.